cả thế giới khủng hoảng năng lượng, Việt Nam phát hiện ra mỏ dầu khổng lồ khiến các ông lớn đua nhau xuống tiền. Xin chào các khán thính giả của Dòng Máu Lạc Hồng. Các bạn thân mến, khủng hoảng năng lượng là cụm từ có lẽ được nói tới nhiều nhất trong năm 2022. Nó đã khiến bức tranh nền kinh tế toàn cầu trở nên xám xịt, khiến một châu Âu trở nên hỗn loạn và than khóc. Tình trạng đang ngày càng trở nên trớ trêu, tới mức hàng nghìn người châu Âu giờ đây có tiền cũng chẳng thể mua nổi xăng hay khí đốt. Giữa bối cảnh đen tối đó thì thật may mắn, ngành dầu khí Việt Nam lại có niềm vui lớn, đó là việc tìm ra mỏ dầu khổng lồ cách Đà Nẵng chỉ khoảng 80 km, nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam. Phát hiện lịch sử này ngay lập tức khiến các đại gia dầu mỏ quốc tế sẵn sàng xuống tiền để hợp tác với Việt Nam. Vậy công nghiệp dầu khí Việt Nam tiềm năng tới cỡ nào mà các ông lớn đều muốn nhảy vào? Việt Nam nên ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư nào? Cùng Dòng Máu Lạc Hồng tìm hiểu ngay sau đây bạn nhé! Như các bạn đã biết, dầu mỏ được ví là vàng đen của một quốc gia. Những nước Trung Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu nhiều nhất trên thế giới, cũng là quốc gia có GDP trên người cao ngất ngưởng. Nói cách khác, họ giàu lên nhờ dầu khí. Và cũng vì dầu khí, vùng đất này cũng đầy bất ổn vì tham vọng của các ông lớn. Bạn cũng hãy nhìn cách Nga đã khéo léo sử dụng năng lượng như một ván cờ khiến châu Âu điêu đứng ra sao. Cũng hãy nhìn cách Mỹ hưởng lợi như thế nào khi cung cấp khí đốt cho châu Âu trong thời điểm này. Như thế để thấy, ngành năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là một ván bài có ý nghĩa lớn về mặt địa chính trị. Vì thế, không khó hiểu khi Việt Nam công bố phát hiện mỏ dầu khí mới thì ngay lập tức các ông lớn đều sẵn sàng chi số tiền khủng hợp tác với Việt Nam. Nhưng chọn ai thì là câu hỏi không đơn giản. Như các bạn đã biết, tháng 8 năm 2020, Việt Nam chính thức công bố phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng hơn cả mỏ Bạch Hổ hiện tại. Đó là mỏ dầu Kèn Bầu thuộc lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc bể sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Mỏ khí Kèn Bầu có trữ lượng ước tính sơ bộ 230 tỷ mét khối khí tự nhiên và 450 triệu thùng khí ngưng tụ condensate, dự kiến đi vào khai thác năm 2028. Nói về vị trí địa lý, đây là một trong những mỏ dầu gần đất liền nhất, nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam. Với vị trí này, nó phần nào rất thuận tiện để Việt Nam khai thác, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng để khai thác cũng giảm hơn nhiều so với mỏ ở xa. Điều quan trọng hơn, nó hoàn toàn thuộc sở hữu của Việt Nam, không phải nằm ở vùng biển tranh chấp. Do đó, về mặt pháp lý, Trung Quốc sẽ không có bất kỳ tiếng nói nào ở khu vực này. Với ba lợi thế về sản lượng, pháp lý tới địa lý, ngay lập tức các nước lớn đã lên tiếng được hợp tác. Cũng cần phải nói thêm, trước khi phát hiện mỏ Kèn Bầu thì Việt Nam đã xếp vào hạng có tên có tuổi trên bản đồ năng lượng thế giới. Việt Nam xếp thứ 26 về trữ lượng dầu khí thế giới và là một trong 4 ngành công nghiệp dầu khí mang dấu ấn mạnh mẽ nhất trong khu vực cùng với Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam bắt đầu cách đây hơn 60 năm dưới sự giúp đỡ của Liên Xô. Tới đầu những năm 80, liên doanh Vietsopetro trở thành điểm sáng của ngành. Đến năm 1990, Việt Nam lọt vào top 15 các quốc gia sản xuất dầu mỏ nhiều nhất châu Á, 75.000 thùng một ngày. Đến nay, Việt Nam đang ở vị trí thứ 11 với số lượng sản xuất 231.000 thùng một ngày. Từ những năm 2000, ngành dầu khí Việt Nam đã hoàn vốn và có lãi, đóng góp từ 10 đến 15% vào GDP cả nước, chiếm trung bình 16,5% đến 17% tổng thu ngân sách trung ương. Vậy nên không thể phủ nhận, suốt nhiều năm, PVN đã đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, có đóng góp lớn trong đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo, an ninh kinh tế, năng lượng và lương thực quốc gia. Chưa kể, ngoài dầu khí, Việt Nam còn có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng mới để phát triển năng lượng tái tạo. Việt Nam cũng thuộc nước có tiềm năng lớn để đầu tư các nguồn năng lượng tái tạo mới như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG, thủy điện và điện than. Thưa các bạn, với tiềm năng và năng lực hiện tại, có thể nói ngành năng lượng Việt Nam đang ở thời điểm thiên thời, điện lợi, nhân hòa. Sau khi Kèn Bầu công bố, không rõ vô tình hay hữu ý, một đại gia dầu khí Mỹ đã xin làm siêu dự án điện khí hóa lỏng 15 tỷ đô la Mỹ ở Nam Vân Phong, Khánh Hòa. Cụ thể, tập đoàn dầu khí Millennium cho biết
doanh nghiệp mong muốn được tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy điện và kho cảng chứa khí hóa lỏng LNG tại khu vực Nam Vân Phòng. Liên tiếp các dự án tỷ đô sau đó cũng được xướng tên ở Quảng Trị. Theo đó, một số lĩnh vực đầu tư như phong điện, điện khí, hạ tầng cảng biển được các nhà đầu tư dự kiến rót hàng tỷ đô la Mỹ. Công ty năng lượng ENI Việt Nam đã thảo luận với chính quyền tỉnh cơ hội hợp tác phát triển các dự án năng lượng khí tại khu kinh tế Đông Nam của tỉnh này. Ngoài ra, công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Intracom đã bỏ ra 3 tỷ đô la Mỹ thống nhất địa điểm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ xin bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Intracom Quảng Trị. Chưa hết, năm 2021, PVN cũng đã đón liên tục các nhà đầu tư Mỹ muốn rót vốn vào Việt Nam. Cuối năm, một chương trình thảo luận bàn tròn giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với các nhà đầu tư Mỹ đã diễn ra với chủ đề Tiềm năng đầu tư năng lượng tại Việt Nam, với sự tham gia của bà Marie Tanoka, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Marie Tanoka cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho đầu tư năng lượng, là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đã cho thấy các tập đoàn Mỹ sẵn sàng bỏ hàng chục tỷ đô la Mỹ để cùng thị trường Việt Nam khai thác và phát triển ngành năng lượng. Ngoài các nhà đầu tư Mỹ, thì cần phải nói rằng dấu ấn của các tập đoàn Nga là rất lớn. Vestopetro chính là điểm sáng nhất khi đây là liên doanh trụ cột của ngành dầu khí Việt Nam với 51% quyền sở hữu của liên doanh này thuộc về Petro Việt Nam. 49% còn lại thuộc về Zorubeznet, một doanh nghiệp dầu khí nhà nước của Nga đã và đang tiến hành khai thác dầu khí tại các mỏ như Bạch Hổ, Mỏ Rồng, Cá Tầm, Thiên Ưng. Ngoài ra, những dự án như nhiệt điện Long Phú 1, điện khí Quảng Trị, điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong đều thuộc Nga. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Nga đang tham gia vào các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trong đó, ông lớn khí đốt Gazprom thông qua công ty con Gazprom International đang thăm dò hai mỏ khí lớn là Báo Vàng và Báo Đen. Ngoài Mỹ, Nga, những năm gần đây, nhiều tập đoàn của các nước như Đan Mạch, Na Uy cũng có mặt tại Việt Nam. Các bạn thân mến, hẳn khi theo dõi tới đây, sẽ có nhiều bạn đặt câu hỏi, giữ rừng các đại gia quốc tế muốn hợp tác, thì Việt Nam sẽ ưu tiên chọn nhà đầu tư nào, cụ thể là giữa Nga và Mỹ. Thực sự đây là một câu hỏi khó, tuy nhiên, kênh xin được đưa ra một số ý kiến chủ quan như sau. Xét về mặt kinh doanh, thì yếu tố có lợi hay lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu. Tức hợp tác với doanh nghiệp nào có lợi hơn cho Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn. Xét về mặt quan hệ quốc tế, Việt Nam và Mỹ đang ở trong thời điểm thăng hoa, khi mà chỉ trong thời gian ngắn, cả hai nước đều thu được thành tựu vượt bậc. Mỹ cũng không giấu giếm tiếp tục muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam, thậm chí khẳng định Việt Nam là chủ chốt trong chính sách ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một nước đang có phần ưu ái cho Việt Nam như vậy, hợp tác với Mỹ, chúng ta cũng sẽ có nhiều lợi thế. Còn với Nga, sẽ không có gì để nói về mối quan hệ vô tư, không vụ lợi đã được chứng minh bằng những sự kiện đau thương của lịch sử. Một mối quan hệ mà Việt Nam có thể đặt chọn niềm tin, và trong kinh doanh, niềm tin đôi khi còn giá trị hơn lợi nhuận. Vậy nên, nếu đặt lên bàn cân so sánh, thì quả Mỹ hay Nga thì cũng 1-9-1-10, khó để phân định rạch ròi. Tuy nhiên, xét thêm một chút về yếu tố chính trị, như kênh đã đặt ra vấn đề này ngay từ đầu. Không có ngành nào mà nó có yếu tố chính trị nhiều như ngành năng lượng, đặc biệt với Việt Nam. Việt Nam luôn có đối thủ rình rập, ngăn cản và tranh chấp, đó là Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế, khi xét tới yếu tố chính trị, Việt Nam hẳn cần một đối tác mang tới sự tin tưởng hơn. Hơn 40 năm hợp tác vừa qua, các dự án của Nga đã và đang cho Việt Nam một niềm tin. Nói như thế không có nghĩa Mỹ không cho Việt Nam niềm tin, nhất là khi Mỹ và Trung Quốc mới đây đã công khai là đối thủ số 1 của nhau. Tuy nhiên, hãy cứ nhìn cách Mỹ đối xử với đồng minh EU của họ trong cuộc chiến năng lượng ở châu Âu, như việc tranh thủ bán khí đốt hay khí LNG với giá trên trời cho Đức, cho Anh, để biết khi nói đến tiền thì mất mặt anh em. Tức là với Mỹ, lợi ích là trên hết. Do đó, nếu như Việt Nam có một sự ưu ái nào đó hơn cho Nga, thì hẳn cũng có lý do chính đáng của nó, phải không các bạn? Thưa các bạn, thiết nghĩ, dù hợp tác với đối tác nào thì quan trọng hơn hết, Việt Nam thời điểm này nên chấp thời cơ. Phát hiện lịch sử của mỏ kèm bầu hay một nền kinh tế đang đi ngược với xu hướng chung của thế giới, cùng với những ưu ái về mặt vị trí địa lý, vùng biển dài và rộng, các nguồn tài nguyên về điện gió đã và đang hội tụ ở Việt Nam. Chưa kể, thế giới giờ đây đang khát hơn bao giờ hết. Việt Nam khi có thời cơ đến thì phải thành công.
Theo đó, điều quan trọng hơn là Việt Nam cần phải làm chủ năng lực, làm chủ công nghệ và quan trọng hơn là làm chủ mỏ vàng của chính mình. Ngành năng lượng Việt Nam cần dứt khoát phải đổi mới. Nếu vướng ở cơ chế, chính sách thì sửa cơ chế, chính sách. Không thể có chuyện trong cùng tập đoàn mà vừa khai thác, xuất khẩu dầu thô, trong khi đơn vị khác lại phải đi nhập khẩu dầu thô để chế biến. Như lời Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, chỉ khi chúng ta giải quyết được vấn đề nội tại thì câu chuyện sẽ không còn ở việc lựa chọn đối tác. Mà khi đó, khát vọng Việt Nam, tinh thần Việt Nam sẽ đưa ngành năng lượng Việt Nam lên tầm cao mới. Video của Dòng Máu Lạc Hồng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin kính chào.